Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử 2024 này, bước qua 2025, chúng ta vẫn sẽ có những cuộc bầu cử tiếp tục nữa ở mỗi một tiểu bang. Có thể là cuộc bầu cử chức thống đốc hay là bầu cử quan tòa tối cao pháp viện, nhiều những vị trí khác ở tiểu bang nữa cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý và tham gia để giúp cho đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng. Để mà vì quý vị biết, chánh quyền này là chánh quyền liên bang, tổng Trump chỉ lo được những việc ở liên bang, rồi còn ở tiểu bang là phải là mình, thưa quý vị, để mà mình chủ động cứu lấy tiểu bang của mình. Và một trong những cuộc bầu cử sẽ rất được quan tâm là cuộc đua chức thống đốc tại tiểu bang New Jersey, vì ông thống đốc đảng Dân Chủ ở đây đã bị giới hạn nhiệm kỳ. Và cái thứ hai nữa, tiểu bang New Jersey đã có những cái bước tiến rất là tốt, cải thiện điểm số cho tổng thống Trump rất là ấn tượng trong kỳ bầu cử 2024 này. Cho nên đảng Cộng Hòa họ tin rằng là họ có thể chiến thắng được tiểu bang này. Và bây giờ các nguồn lực đang được tập trung để hỗ trợ cho cái dự án chiến thắng cho đảng Cộng Hòa chức thống đốc tại New Jersey. Và một trong những người một nổi bật nhất của phong trào MAGA trong năm 2024 vừa rồi đó là anh Scott Pressler. Anh ấy đã xác nhận rằng là sẽ tham gia hỗ trợ cho bà con cử tri tại tiểu bang New Jersey để giành chiến thắng. Trần Michael xin được gửi tới cho quý vị một bản tin của New York Post cho biết với nội dung như sau. Một người mới nổi của đảng Cộng Hòa được ghi nhận là người giúp cho Tổng thống Trump giành chiến thắng quan trọng tại tiểu bang New Jersey trong cuộc bầu cử năm 2024 vừa rồi, đã quyết định là sẽ nhắm mục tiêu tới tiểu bang New Jersey. Đó chính là anh Scott Pressler, một nhà hoạt động ghi danh cử tri vô cùng kiên cường và là người sáng lập ra cái ủy ban hành động chính trị mang tên Early Vote Action, cho biết rằng là tiểu bang New Jersey màu xanh này đã tới thời chín mùi để lật sang màu đỏ. Anh đã chia sẻ với New York Post rằng ở tiểu bang New Jersey đang có xu hướng chuyển sang cánh hữu, đang có cái động lực ở đây. Anh nói chúng tôi đã tuyển lại 23 nhân viên rồi. Vì vậy trong khi các đảng Cộng Hòa trong quá khứ sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, không gia hạn hợp đồng với các tình nguyện viên hay các nhân viên, thì Early Vote Action đã có các nhân viên trên thực địa ngay từ bây giờ. Tôi tính là tháng 12 năm 2024. Trong cuộc bầu cử vừa rồi thì bà Kamala chỉ giành chiến thắng được ở tiểu bang này với khoảng cách là 5.9. So với ông Biden thì năm 2020 ông ta thắng tới 15.9. Tức là đã có sự thay đổi 10 điểm cho Tổng thống Trump. Quý vị thấy cái hình, xin cảm ơn cái hình được đăng bởi ông Robbie G. Đó, quý vị thấy là thay đổi ha. Đó là tất cả các county quý vị thấy là đều có xu hướng đi về phía của Tổng thống Trump hết. Đặc biệt là khu vực miền Bắc là đi rất là đỏ luôn quý vị thấy. Thành tích của Tổng thống Trump là tốt nhất đối với một ứng cử viên Cộng Hòa tại tiểu bang này kể từ khi ông Bush con, là ông Bush 43 đó, cách đây 20 năm. Tổng Trump đã thắng được các county như là Gloucester và Morris. Cả hai đều là nơi ông đã thua xích sao trước ông Biden vào năm 2020. Tổng Trump cũng thắng lại quận Passaic, nơi ông Biden đã thắng với hơn 16 điểm trong năm 2020. Và đảng Cộng Hòa đã không giành chiến thắng nổi kể từ năm 1992. Tức là trong 32 năm rồi Tổng Trump mới làm lại được cái chiến thắng đó. Chiến thắng của Tổng thống Trump ở các county như là Cumberland và Atlantic là chiến thắng đầu tiên của một ứng cử viên Cộng Hòa kể từ năm 1988. Anh Scott Pressler, người có hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X, hứa anh sẽ đem cái công thức chiến thắng của mình tới thành phố Edison, New Jersey, khi hội đồng thành phố đã cấm lá cờ Hoa Kỳ được hiện diện trong các cuộc họp của họ. Lệnh cấm đã bị đảo ngược vào đầu tuần này. Anh nói rằng, chúng tôi sẽ có mặt tại cuộc họp của hội đồng thành phố vào ngày 11 tháng 12 một cách ôn hòa và sẽ đem những lá cờ Mỹ tuyệt đẹp tới tham dự, và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mọi người cũng sẽ được ghi danh bỏ phiếu. Tức là anh ta sẽ tới cái cuộc họp hội đồng thành phố và anh ta ghi danh những người mà tới dự cuộc họp đó luôn. Anh cho biết sẽ có hàng ngàn tình nguyện viên sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến đấu dành cho tiểu bang này trong những tháng tới. Anh nói bạn sẽ thấy chúng tôi tại các trạm dừng xe tải ở New Jersey, sẽ thấy chúng tôi tại các cái buổi triển lãm súng và các cửa hàng bán súng để thu hút các cử tri ủng hộ tôi trên án thứ nhì.
Bạn sẽ thấy chúng tôi gõ cửa từng nhà tại các hội nam sinh và hội nữ sinh. Bạn sẽ thấy chúng tôi đến các hội trường của những cái nhóm tổ chức cựu chiến binh để thu hút phiếu bầu của các cựu quân nhân. Và bạn cũng sẽ thấy chúng tôi ở Wildwood Broadwalk. Wildwood là cái chỗ mà Tổng Trump đã có cái rally 100.000 người đó quý vị. Early Vote Action đang có ngân quỹ hơn 2.2 triệu và không có khoản nợ nào theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang. Vào tháng 8 thì tổ chức này cũng đã nhận được 1 triệu Mỹ Kim từ Elon Musk để hỗ trợ. Anh Pressler nói tiếp, tôi rất muốn Elon tiếp tục chứng kiến công việc mà Early Vote Action đã làm. Tôi đã giúp cho Tổng thống Trump thắng Pennsylvania, cũng như là lấy một ghế thượng viện. Chúng tôi đã giúp lật các ghế của dân biểu hạ viện từ xanh sang đỏ. Và tôi sẽ tự tin và cũng rất khiêm tốn lập luận rằng công việc của chúng tôi đã giúp cho Tổng thống Trump giành được thế đa số xích sao tại Quốc hội. Cái này hoàn toàn đúng thưa quý vị. Nếu không có hai ghế của Pennsylvania đó là cũng rất là mệt cho Tổng thống Trump ha. Nhưng mà nói gì thì nói, những ứng cử viên ở đó cũng là nhờ cái uy tín của Tổng thống Trump. Kể cả ông McCormick cũng phải nhờ uy tín của Tổng thống Trump mà mới chiến thắng được. Bài kiểm tra lớn đầu tiên của đảng Cộng hòa tại New Jersey sẽ là cuộc đua giành chức thống đốc vào năm tới. Vào năm 2021 thì ông Jack Cittarelli. Ông Jack Cittarelli là người đã đấu với lại ông Phil Murphy, đảng Dân Chủ, thống đốc đương nhiệm lúc đó. Ông hiện tại thì đang nỗ lực tranh cử lần thứ nhì và đang được coi là ứng cử viên hàng đầu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa vào tháng 6 tới đây. Ông Cittarelli đã nói rằng thách thức lớn nhất của chúng tôi đó chính là cơn đại dịch. Không dễ để vận động tranh cử khi mà có lệnh bắt ở nhà. Lần này chúng tôi không còn phải đối mặt với chuyện đó nữa. Tôi thực sự tin rằng New Jersey luôn là một tiểu bang màu tím. Điều này gây khó khăn cho các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Nhưng Tổng thống Trump đã thay đổi điều đó vào ngày bầu cử vừa qua với số điểm ông đã ghi được. Anh Pressler không chính thức ủng hộ ông Cittarelli và cho biết anh sẽ ủng hộ bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Ông Cittarelli hy vọng rằng là cái công việc của anh Pressler sẽ tiếp tục phát huy cái điểm mạnh của mình. Ông cho biết Scott sẽ ở một cái vị trí thế rất tuyệt vời để thu hút thêm rất nhiều cử tri nữa và ghi danh cho họ bên đảng Cộng Hòa. Thì ông Cittarelli đó quý vị, năm 2021 đó là ổng thua một cách xích sao trước ông Phil Murphy. Nhưng lúc đó ai cũng biết là ổng giống ổng mắc cái bài giống như một số những người Cộng hòa năm nay đó. Đó là không có too big to read. Mà tại sao không too big to read? Là tại vì họ không đi theo Tổng thống Trump. Ông Cittarelli năm 2021, ông ta đã nói rằng là ông ta không cần Tổng thống Trump endorse. Vì vậy mà cuối cùng ông ta không đủ phiếu để thắng. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện lúc mà ông Youngkin bước ra tuyên bố giành chiến thắng, thì lúc đó ông Cittarelli vẫn đang dẫn trước ông Murphy. Vẫn đang dẫn trước. Rồi tự nhiên đứng yên luôn. Cứng ngắc hết luôn. 300.000 phiếu, có biết không biết cái xe nó có gọi là lên đường đi đi Virginia, đi tới Fairfax County của Virginia, xong nó quay xe nó chạy lên New Jersey đâu đó, mình không biết nha. Nhưng mà sự thật là lúc ông Youngkin chiến thắng, ông Cittarelli vẫn đang gác ông Murphy, rồi tự nhiên đứng cứng ngắc, rồi sau đó là ông Murphy thắng luôn. Vì vậy ông Cittarelli mặc dù đang được coi là ứng cử viên hàng đầu, nhưng nếu như ổng vẫn giữ lại vẫn giữ nguyên cái tư tưởng là không cần Tổng Trump thì kiểu gì ông cũng thua, kiểu gì ông cũng sẽ thua đó. Cho nên để coi lần này ông có thay đổi hay không. Nhưng mà trong mấy câu nó thật sự, để chiến thắng đảng Cộng Hòa cần phải đoàn kết sau một ứng cử viên. Và bây giờ có vẻ như chuyện này thì đang không thành hiện thực. Và dự kiến sẽ có một cái cuộc đấu khá là cam go. Tại vì bây giờ một người khác đó là anh Mike Crispy. Anh này là một hoạt động viên của MAGA luôn nè. Thì anh ta là đang chuẩn bị tranh cử chức thống đốc luôn. Là sẽ cạnh tranh với ông Cittarelli trong cuộc bầu cử sơ bộ. Mà ở các cái ghế mà chúng ta cần phải lật như thế này, hoặc là cần phải lật từ tay đảng Dân Chủ, hay là cần phải lật từ Rhino, chúng ta nên đoàn kết lại sau một ứng cử viên thôi, để tiết kiệm tiền bạc, tài chánh, nguồn lực, rồi sức vận động, và cũng như là lá phiếu. Cho nên là mọi chuyện nó vẫn còn đang rất là dài. Nhưng nếu như có sự hỗ trợ của anh Scott Pressler thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và trong cuộc bầu cử năm 2025 này là New Jersey và Virginia sẽ là hai tiểu bang mà có cuộc bầu cử thống đốc. Thì nếu như mà anh Pressler ảnh nói là ảnh đầu tư cho New Jersey thì có thể đảng Cộng Hòa toàn quốc
của ông Michael Watley với cô Lara Trump đó sẽ rảnh tay rảnh chân thêm chút xíu để mà hỗ trợ cho Virginia, giống như là mình phân công ra vậy đó. Bây giờ bên đây là New Jersey thì bên kia thì mình cái độ Bashar al-Assad ở Syria sẽ giúp thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố ở Nga. Quân Nga gần đây đã có bước tiến vào tỉnh Kursk và các hướng Pokrovsk và Vuhleda. Một trong những nhà sản xuất vi mạch lớn nhất của Nga được cho là đã bắt đầu thủ tục phá sản. Xin mời quý vị đi tới những cập nhật vòng chiến trên tấm bản đồ. Chúng ta có các vùng chiến được ghi nhận tại tỉnh Kharkiv là ở Kozachalopan, Ilibok, Lipsy và Vovchansk. Các vòng chiến khác được ghi nhận tại Kupiansk, Stamakhivka. Có thước phim thực địa đăng ngày 7 cho thấy quân Nga có bước tiến ở phía tây của Kruliakivka ở trong Stamakhivka. Vòng chiến tiếp tục được ghi nhận tại Kremina, Torsk, Bakhmut, Toresk. Trong Bakhmut thì có các vùng chiến tại Chasiv-Yar, Tupoki. Ở Toresk thì có thước phim thực địa đăng ngày 6 là quân Nga có bước tiến ở trung tâm và tây nam của Toresk. Nelipivka, Rodivka, Selido và Kurakhov. Thước phim thực địa đăng ngày 8 cho thấy quân Nga có bước tiến ở phía đông nam của Dachensk. Và cũng đăng ngày 6 thì cho thấy là quân Nga chiếm được là Novo Dmitrivka ở trong Selidova. Các vòng chiến khác nữa được ghi nhận tại Vuhleda ở Priut nè. Quan sát viên quân sự của Ukraine tường thuật vào ngày 6 rằng là quân Nga chiếm được khu vực Staryteni ở trong Vuhleda. Nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết vào ngày 6 là quân Ukraine vẫn giữ được vị trí của mình ở Hanivka. Và quân Ukraine đã giải phóng được một khu vực tên là Novikoma ở phía đông bắc của Priut. Và thứ phim thực địa đăng ngày 8 cho thấy quân Nga có bước tiến ở phía nam của Sukhiya. Vòng chiến tiếp tục nữa được ghi nhận tại Orikhiv, Mafopin và Levad và ở Nova Kakhovka. Đó là những cập nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh về tình hình ở Ukraine. Và xin mời quý vị tới với một số những cập nhật về tình hình ở phía Trung Đông. Bây giờ không có còn Do Thái không nữa mà là ở Trung Đông thưa quý vị. Lực lượng đối lập của Syria đã lật đổ chế độ Bashar al-Assad chỉ sau 11 ngày giao tranh. Đội quân Tahrir al-Sham dưới quyền của Julani đang bắt đầu củng cố quyền lực ở Damascus và trên khắp lãnh thổ trước đây do chế độ kiểm soát. Các lực lượng có liên kết với quân nổi dậy dường như đang kiểm soát khu phía tây của tỉnh Deir ez-Zor, nơi quân đội Syria đang chiếm giữ. Quân đội Syria đã đụng độ với quân đội giải phóng Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ ở phía đông thành phố Aleppo. Quân Do Thái đã đưa các đơn vị để thiết lập vùng đệm ở Syria dọc theo cao nguyên Golan. Quân Do Thái cũng đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho đạn dược và vũ khí tiên tiến để ngăn chặn lực lượng đối lập có những vật liệu đó. Hoa Kỳ tiến hành không kích vào hơn 75 mục tiêu của quân ISIS ở miền trung Syria. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ sẽ ngăn chặn Syria tái lập và lợi dụng tình hình bất ổn ở Syria trong bối cảnh chế độ ở đây sụp đổ. Đó là những cập nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh về tình hình ở Trung Đông. Và bây giờ xin mời quý vị tới với thông tin rõ hơn về cái nhóm nào đã lật đổ chính quyền ở al-Assad. Và quý vị có nên vui về cái tin tức này hay không, hay là quý vị có thể mong chờ được một sự thân phương Tây, thân Mỹ nào hay không nha. Đây là một số những hình ảnh là nhóm quân nổi dậy, quân Tahrir al-Sham tiến vào trong dinh thự của ông Tổng thống Bashar al-Assad. Ông ta đã bỏ trốn khỏi Syria rồi và đang có những tin tức là ông ta đang ẩn náu ở bên Nga và đã được Nga cấp cho cái quy chế tị nạn. Thì cái nhóm quân này có lẽ là lần đầu tiên quý vị nghe tên. Thì nhóm quân này tên là viết tắt là HTS. HTS là viết tắt của chữ Hayat Tahrir al-Sham. Quý vị có thể thấy đó, cái hình ở bên tay phải đó, họ cầm cái lá cờ của họ đó. Bắt đầu là mặt trận Jabhat al-Nusra. Mặt trận này đó có quan hệ với Al-Qaeda khi mới thành lập. Vậy là thân Tây dữ chưa? Vậy là thân Mỹ dữ chưa?
Mặt trận Nusra này có nhiều chiến binh thánh chiến trong hàng ngũ. Rồi, vậy là tốt dữ chưa? Nhóm này bắt đầu tập hợp lại vào khoảng thời gian bắt đầu cuộc nội chiến với Syria. Bản thân lãnh đạo của tổ chức này là Jolani cũng đã chiến đấu chống lại lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq trong một nhóm mà cuối cùng đã trở thành ISIS. Rồi tốt dữ chưa? Năm 2016, mặt trận Al-Nusra đã công khai cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda vì bất đồng về chiến lược và quyền lực. Sau đó đổi tên thành là Hayat Tahrir al-Sham. New York Times đã đưa tin rằng các khu vực ở Syria do quân này mới kiểm soát trước đây, nhóm này đã cố gắng thực thi luật lệ dựa trên cách giải thích hà khắc của các luật Hồi giáo. Rồi. Đó. Vậy đó là cái nhóm mà đã lật đổ thành công chế độ của ông Bashar al-Assad. Và cái nhóm này đang là những người lãnh đạo trên thực tế ở đây. Và cái điều mà mọi người đang rất là lo ngại cho một cộng đồng ở Syria đó là cộng đồng người Kitô giáo. Cộng đồng người Kitô giáo ở đây đang gặp nguy hiểm, thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi tới bản tin tiếp theo. Đó chính là thông báo của chính quyền Biden với sự sụp đổ của chế độ Al-Assad. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau: ông Biden đã cướp công về cái sự sụp đổ của chế độ Al-Assad. Ông ta bảo rằng là vì Al-Assad đã không nhận được sự ủng hộ của Ba Tư, Nga và Hezbollah. Ông ta bảo rằng là tại vì tất cả những tổ chức này đều yếu hơn dưới thời Biden. Ông ta hứa rằng Hoa Kỳ sẽ làm mọi cách để hỗ trợ cho Syria, bao gồm cả thông qua các cứu trợ nhân đạo để giúp họ tái thiết đất nước sau nhiều thập niên chiến tranh và nhiều thế hệ tàn bạo của gia đình Assad. Biden cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các đối tác và các bên liên quan để giúp cho Syria nắm bắt cơ hội quản lý rủi ro. Ông ta nói rằng chúng tôi sẽ hợp tác với tất cả các nhóm ở Syria, bao gồm cả trong cái tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu để thiết lập quá trình chuyển đổi khỏi chế độ Assad hướng tới một Syria độc lập, có chủ quyền, và tôi có thể nói lại lần nữa, có chủ quyền, một hiến pháp mới, một chính phủ mới phục vụ cho tất cả người dân. Tiến trình này sẽ do chính người dân quyết định. Hoa Kỳ sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ, bao gồm cứu trợ nhân đạo, khôi phục Syria sau một thập niên chiến tranh và nhiều chế độ tàn bạo của gia đình Assad. Ông Biden cũng nói rằng là Austin Tice, một nhà báo đã bị chế độ Assad bỏ tù tại Syria cách đây 12 năm, nói rằng là Hoa Kỳ cam kết sẽ đem người này về với gia đình. Nói là gì? Tiếp tục đổ tiền vô nữa. Tiếp tục đổ tiền vô nữa. Mà quý vị nghe nãy lúc đầu là gì? Là có một cái nhóm ở trong Tahrir al-Sham này sau này là thành ISIS. Mà ISIS là ai nuôi? ISIS là ai nuôi? Kiến thức căn bản cuộc bầu cử 2016 nè. ISIS là ai nuôi? ISIS là ai nuôi? Rồi bây giờ là cái đám này với lại cái đám Tahrir al-Sham chiếm được Syria thì ai có lợi? Đó, rất là dễ dàng. Kiến thức rất căn bản luôn. Chỉ cần mình sâu chuỗi lại sự kiện là mình nhớ ngay. Chứ đừng có đi nghe mấy bản tin quốc tế đi gì thân Nga thân Mỹ, thân dữ chưa đó. Rồi bây giờ là tới thông báo của bên phía Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Thông qua Just the News cho biết là họ đã có thực hiện những cuộc không kích nhắm vào các vị trí của ISIS ở Syria. Các phản lực cơ của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào các vị trí của quân ISIS ở Syria sau khi chế độ Al-Assad sụp đổ, với hy vọng ngăn chặn ISIS tiến công khắp đất nước hoặc tiến hành các cuộc tấn công vào Tây Phương. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết hơn 75 cuộc không kích chính xác nhắm vào các trại và các hoạt động khủng bố của ISIS và được tiến hành như một phần của nhiệm vụ đang diễn ra nhằm phá vỡ, suy yếu và đánh bại ISIS đã đánh bại dữ chưa. Họ cho biết là họ muốn ngăn chặn ISIS tiến hành các hoạt động bên ngoài và bảo đảm rằng ISIS không tìm cách lợi dụng tình hình hiện tại để tái thiết ở miền trung Syria. Tướng Michael Eric Gurila cho biết là không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ không cho phép ISIS được tái thiết và lợi dụng tình hình hiện tại ở Syria. Tất cả các tổ chức ở Syria nên biết rằng chúng tôi sẽ buộc chúng phải chịu trách nhiệm nếu như chúng hợp tác hoặc hỗ trợ ISIS theo bất kỳ cách nào. Rồi bây giờ chúng ta đi tới bản tin tiếp theo, thưa quý vị, cập nhật về tình hình ở Đại Hàn với ông Tổng thống Yoon Suk-yeol hoặc là ông Doãn Tích Duyệt. Đó chính là trong dịp cuối tuần vừa rồi, ông đã thoát được cái cuộc bỏ phiếu để đàn hạt mình. Bản tin của Just the News cho biết là ông Tổng thống Doãn đã vượt qua một nỗ lực của Quốc hội
nhằm đàn hạt ong vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật vụng về sau khi hầu hết các nhà lập pháp từ đảng bảo thủ của ông đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu đàn hạt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cho thấy sự tức giận của công chúng đối với ông đã giảm khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Vào cuối tuần, ông đã đưa ra lời xin lỗi vì tuyên bố thiết quân luật một cách vụng về như vậy, gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị trong nước và làm dấy lên những lời kêu gọi đàn hạt ong. Ông nói rằng, trong bài phát biểu dài 2 phút, tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp này xuất phát từ sự tuyệt vọng của tôi. Vì chúng tôi là những người phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề của quốc gia. Tôi vô cùng xin lỗi và tôi thành kính xin lỗi nhân dân. Chắc chắn là quý vị đã rất sốc. Ông cũng dập tắt những tin đồn rằng ông có thể sẽ cố áp dụng thiết quân luật lần thứ nhì. Ông nói rằng là sẽ không có như vậy đâu. Ông cũng tuyên bố là ông sẽ không cố né tránh hậu quả pháp lý và chính trị từ lệnh thiết quân luật này. Ông nói rằng tôi sẽ giao phó cho đảng của tôi các phương pháp để ổn định tình hình chính trị, bao gồm cả phần còn lại của nhiệm kỳ của tôi. Tôi xin lỗi nhân dân vì những cái mối lo lắng mà tôi đã gây ra. Tức là ông hạ giọng xuống, ông xin lỗi, nhưng mà cũng thoát được cái lần đầu tiên cố gắng đàn hạt ong từ bên phía đảng Dân Chủ Cực Tả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới một số những bản tin tiếp theo. Trong dịp cuối tuần vừa rồi, quý vị thấy Tổng thống Trump đã gặp các lãnh đạo thế giới trong cái chuyến đi tới Pháp dự lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Ba Lê. Và nhiều người có bàn tán về một số những tấm hình Tổng thống Trump với các lãnh đạo và các nhân vật nổi tiếng. Ví dụ như hồi ngày hôm qua chúng ta nói về Tổng thống Trump với lại bà Jill. Thì bây giờ chúng ta có thêm bàn tán xì xầm của mọi người về cái bắt tay. Như là lúc thì rất là thân tình thấm thiết, lúc thì kèn cưa thị uy nhau giữa Tổng thống Trump và ông Tổng thống của chủ nhà Emmanuel Macron. Thì Tổng thống Trump đã có chia sẻ với tờ báo New York Post về cái bắt tay đầy sức mạnh của hai người. Tổng Trump đã chia sẻ với tờ báo New York Post rằng là cái bắt tay mạnh mẽ của ông với ông Tổng thống Pháp Macron chỉ là một điều bình thường. Ông Trump nói rằng là chẳng có cái gì mà lớn chuyện ở đây cả. Tổng Trump nói rằng là chẳng qua là chúng tôi bắt tay nhau thật chặt. Macron biết mà, chỉ là một cái bắt tay chặt mà thôi. Cái bắt tay của họ đã trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội khi họ gặp nhau trước lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Ba Lê. Với Tổng thống Trump đã hai lần thực hiện cách bắt tay đầy sức mạnh khi ông và ông Macron chụp hình với báo chí. Trong cái bắt tay đầu tiên, Tổng Trump nắm chặt tay ông Macron và kéo ông lại gần. Đây, đã kéo ông lại gần. Để ôm ông trước khi nắm tay ông trong một thời gian dài khi các nhiếp ảnh gia chụp hình. Sau đó là Tổng Trump cũng nghiêng cánh tay của mình lên cao hơn nhiều so với ông Macron trong một tư thế rõ ràng là ở cửa trên. Hai người này, Tổng Trump cũng nói là hai ông đã nói về những chính sách với nhau. Và Tổng Trump nói rằng là họ đồng ý về việc các quốc gia NATO phải đóng đúng cái số tiền của họ đối với khối này. Tổng Trump nói rằng tôi đã nói là NATO vẫn ổn thôi, miễn là các quốc gia chịu đóng tiền. Nhưng họ phải đóng tiền thôi, bởi vì bạn biết đấy, khi tôi vào NATO không có ai đóng tiền đầy đủ hết. Sau đó tôi vô là tôi kêu tất cả phải đóng tiền ngay. Và ông Macron đã đồng ý với tôi đó chứ. Ông cũng khen ông Macron về công việc mà Pháp đã làm để trùng tu nhà thờ Đức Bà. Ông nói rằng là ông Macron là một người tốt, làm một công việc rất tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rằng là ông không biết mình đã làm tốt như thế nào với nhà thờ này đâu. Điều này rất là khó thực hiện, thật là tỉ mỉ và tinh xảo. Ngoài ra thì Tổng Trump cũng có những hình ảnh nói chuyện với lại bà thủ tướng của Ý, Giorgia Meloni, mà không biết là có liên quan gì tới Elon Musk hay không, mà thấy bà cười rồi bẽn lẽn này kia. Thì Tổng Trump cũng có chia sẻ với tờ báo New York Post, nhưng mà không nói về chuyện của bà với Elon, mà chỉ nói về bà Meloni thôi. Bà Tổng thống Trump đã mô tả bà Meloni là có đầy trang đầy năng lượng khi nói chuyện với ông. Tổng Trump nói rằng là tôi đã nói chuyện với cô ấy rất là nhiều và họ cũng đã cùng nhau dùng bữa tối trong buổi tiếp tân của 60 nhà lãnh đạo thế giới. Và Tổng Trump nói rằng là chúng tôi nói chuyện rất là hợp với nhau.
À, còn nói chuyện với Elon Musk thì chắc cũng hạp, không phải tổng thống. Dạ, đó, chứ chứ không hạp thì đâu có gọi là cái mặt thành khẩn như đâu. Đó, cái mặt khẩn khoản như nè, đó đồng chỉ chỏ chỏ này kia nữa. Đó, chú ơi con muốn ảnh đó. Ừ. Con muốn ảnh đó, mày chịu nó hả con? À, mày chịu nó hả? Nó là mấy vợ mười mấy con đó con. Mày chịu nó không? À, này nó tánh nó hơi bất thường nha. À, giờ trong đầu nó chỉ có gì phi thuyền rồi cái gì đồ ghẻ rồi cái gì tích lên tích la thôi nha con. Đó, con thích thì con chịu rồi chú dắt tới nha. Đó. Đó, rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi tới những cái thông điệp của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social. Nhưng tranh thủ cái lúc mà ông đi công du quốc tế dịp cuối tuần thì quý vị thấy là thế giới là bùng cháy tiếp tục nữa. Và Tổng Trump đã có hai bài đăng nói về tình hình ở Syria như sau. Các chiến binh ở Syria trong một hành động chưa từng có hoàn toàn chiếm giữ nhiều thành phố trong cuộc tấn công được phối hợp chặt chẽ và rõ ràng chuẩn bị một hành động rất lớn để lật đổ chế độ Al-Assad. Nga vì quá bận rộn ở Ukraine, mất hơn 600.000 lính ở đó, dường như không có khả năng ngăn chặn cái cuộc hành quân này của Syria, một quốc gia mà họ đã bảo vệ trong nhiều năm. Đây là nơi mà ông Obama từ chối cam kết thực hiện cái bảo vệ lằn ranh đỏ mà ông ta nói. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Nga vào cuộc. Nhưng giờ đây, có thể giống như chính Assad, họ đã bị buộc phải rút lui. Và đó là thực sự điều tốt nhất mà Nga có thể làm bây giờ. Không bao giờ có nhiều lợi ích ở Syria cho Nga đâu, ngoài việc khiến cho Obama trông thật ngu ngốc. Trong mọi trường hợp, Syria là một mớ hỗn độn, nhưng nước đó không phải là bạn của Mỹ. Mỹ không nên liên can gì tới nước này hết. Đây không phải là cuộc chiến của Mỹ. Cứ để cho chúng đánh nhau, đừng có can dự. Tiếp theo, Tổng Trump viết rằng Assad đã bị lật đổ. Ông ta đã trốn khỏi đất nước. Người bảo vệ ông ta là Nga do Putin lãnh đạo, không còn hứng thú bảo vệ ông ta nữa rồi. Ngay từ đầu, Nga không có lý do gì để mà ở đó hết. Họ đã mất hết hứng thú với Syria vì bận Ukraine. Gần 600.000 binh lính Nga thương vong trong một cuộc chiến không bao giờ nên khởi sự và có thể kéo dài mãi mãi. Nga và Ba Tư hiện đang bị suy yếu. Một bên là vì Ukraine và nền kinh tế tồi tệ. Bên kia là vì Do Thái đã thành công trong cuộc chiến. Tương tự như vậy, ông Zelensky và Ukraine muốn đạt được một thỏa thuận và chấm dứt sự điên rồ này. Họ đã mất 400.000 lính và nhiều thường dân hơn nữa. Cần phải ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán thôi. Quá nhiều sinh mạng đang bị lãng phí một cách vô ích, quá nhiều gia đình đã bị ly tán, và nếu tình hình tiếp tục diễn ra, nó có thể biến thành một thứ gì đó lớn hơn và tồi tệ hơn nhiều. Tôi hiểu rõ Vladimir mà, đây là lúc ông ta phải hành động thôi, Trung Quốc có thể giúp, thế giới đang chờ đợi. Đó là thông điệp của Tổng thống Trump về tình hình ở Syria và một lời nhắn cho Putin, thưa quý vị. Đó, bây giờ ông thấy làm sao? Bây giờ ông thấy làm sao? Đó, bây giờ đó Assad sụp đổ rồi, ông cũng coi như là mất vốn ở Syria rồi đó. Bây giờ ông muốn gì nữa đây? Bây giờ có xuống ngồi, có chịu ngồi nói chuyện với tụi tôi không? Quý vị thấy thêm nữa là gì? Hình ảnh hồi cuối tuần, Tổng thống Trump, ông Zelensky và ông Macron ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cho nên quý vị thấy là gì? Những cái gọi là huyền thoại hay là những cái gọi là lý thuyết mơ hồ rằng là Tổng Trump thân Nga, Tổng Trump sẽ cho Nga những gì Nga muốn trong cái hòa đàm với Ukraine là hoàn toàn bậy bạ. Thấy không? Tổng Trump nói chuyện với ông Zelensky rồi thấy tình hình ở Syria vậy, Tổng Trump lên tiếng liền. Rồi sao Putin giờ có chịu nói chuyện không? Thấy chưa? Ông phải nói chuyện với cả hai bên. Chứ mình cứ lý luận hay là mình cứ suy nghĩ theo cái lập trình AI thế thì chết rồi, còn gì là con người nữa. Vậy đó chính là những gì mà Trần Mai Cung được gửi tới cho quý vị trong bản tin sáng nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Và bây giờ xin phép được đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và xin được kính chào quý vị trên live chat. Cảm ơn quý vị Kiệt Nhí, Olala USA đã ủng hộ cho chương trình của Trần Mai Cung. Dạ rồi, nghe nói bọn truyền thông cánh tả đang thúc đẩy ông Biden tha cho hàng triệu dân bất hợp pháp. Vụ này có thực hiện được không? Dạ thực hiện sao cô? Thực hiện sao giờ? Tha là tha làm sao? Tha là tha làm sao? Dạ rồi, mến chào. Dạ rồi em, dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ rồi, đó quý vị ra đúng rồi đó.
Obama, chính xác luôn, Obama nuôi, chính xác luôn thưa quý vị. Ghê quá, chính quyền mới ở Syria còn nguy hiểm hơn nữa. Dạ, đó, quý vị thấy không? Cái mình, ví dụ như cái chính quyền hiện tại bị lật đổ, mình phải coi cái thằng nào lật đổ nó, phải coi cái nhóm nào. Bây giờ cái nhóm này là nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo thì bây giờ làm sao? Tự có câu trả lời, tự có câu trả lời. Mà quý vị, nó mà các cái đám chánh trị gia ở Mỹ, ví dụ như điển hình cái ông này Joe Wilson, Cộng Hòa nha, địa hai ở South Carolina. Quý vị thấy nè, ông ta ăn mừng chế độ Assad sụp đổ. Mà quý vị coi cái văn phòng của ổng kìa, quý vị coi văn phòng của ổng, cờ Mỹ, cờ Ukraine, rồi hả, cổ thì hoàng cái cờ của cái đám quân nổi dậy của ở Syria, rồi cầm cái cờ của quân nổi dậy Syria chụp hình nữa. Quý vị thấy ngu ơi là ngu không? Mà trong khi đó cái đám mà nó lật đổ đây nó còn dẫm lên cái cờ đó nữa. Ông ta không biết cái gì hết luôn. Không biết là cái thằng nào thắng ở Syria luôn. Cái cờ này là cái cờ của gì đó, mặt trận gì, mặt chính phủ lâm thời, cái gì quân giải phóng Syria gì đó. Mà cái quân đó là ai đổ tiền vô? Thổ Nhĩ Kỳ đổ tiền vô. Mà bây giờ cái đám thật sự lật đổ Syria là Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham nó dẫm lên cái cờ ông đang cầm nè. Quý vị thấy không? Ở Mỹ mà còn ngu như vậy, dân biểu đó. Mà cái văn phòng mà có gì, trời ơi, đằng sau lưng kìa, đằng sau lưng ngay cái cửa sổ mà còn có cờ của Bảo Gia Lợi nữa kìa. Đó, cái cờ tơ lưa cờ hết, giờ biết vô là bên nào luôn. Cờ Mỹ, cờ Ukraine, cờ quân nổi dậy Syria, tơ lưa hết luôn. Vậy á, ngu ơi là ngu. Mà cái đám nhân viên cũng ngu luôn. Rồi có thiệt sự với quý vị, là nhiều khi á nha, các chánh trị gia đó ở trong DC á, họ chẳng biết gì cả, mà là vì cái đám nhân viên đằng sau nó suối, cái đám nhân viên đằng sau nó tư vấn là nên bỏ phiếu cho cái gì, nên theo phe nào, nên đưa ra lập trường gì. Chứ nhiều khi chánh trị gia không biết gì luôn. Nói thiệt, thiệt luôn á. Vậy á, tại vì sao? Cái đám nhân viên đó đó, nó làm một thời gian xong, quý vị cứ để ý đi, làm thời gian sau là nhảy ra mở công ty vận động hành lang. Mà vận động hành lang nghĩa là gì? Tức là đi tiếp nhận những cái yêu cầu của những tổ chức, những cá nhân, những công ty muốn cái gì có lợi cho họ thì nó phải có luật. Thì những công ty đó là gì? Nhận tiền để đi gù cái đám chánh trị gia, đưa ra dự luật này, ủng hộ dự luật kia, bỏ phiếu cho dự luật nọ, để đem lại lợi ích cho những công ty, cá nhân và tổ chức đó. Bởi vì mới có cái gọi là cái K Street ở DC là vậy đó. K Street là phố lobby đó, phố vận động hành lang đó. Đó, đầm lầy là ở chỗ đó đó, đầm lầy đó, lợi ích đặc biệt, special interest đó. Đó, đó, đó là cái đám đó đó. Dạ rồi. À, tiếp tục là chú tin Tổng Trump sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine và cả thế giới nữa. Dạ, thì Tổng thống Trump là ông đem lại được hòa bình. Bởi vậy bây giờ tụi nó mới phải cố gắng quậy banh cái thế giới này trước khi ông quay trở lại. Họ phải cố gắng quậy banh thế giới này trước khi ông quay trở lại nha. Dạ rồi. À, chúc bà con Syria may mắn với chế độ mới. Dạ đó. Chết luôn. Dạ rồi. À, tên 44 này gian xảo xấu xa nhiều thủ đoạn. Dạ rồi. Ông Macron gặp Tổng Trump mừng thấy bà. Dạ rồi. Chiều nói với Tổng Trump hai vợ chồng tôi bỏ phiếu cho ông đó. Cái đó không biết, không chắc. À, giờ cũng không có bằng chứng. Dạ rồi. Bà Ý gặp ông Musk là em chả. Em chả hiểu là gì á. Em chả hiểu. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e hả? Mày chịu nó không con? Mày chịu nó không? Đó, nãy tao nói chuyện với nó rồi đó. Tao nói là Elon này là nó giờ chỉ biết có phi thuyền rồi đồ ghẻ rồi là tét rinh tét la thôi đó. Rồi con có chịu không? Nó chịu con ơi. Mày chịu không? Mày chịu không? Tao nhắc hai đứa luôn. Nhà thờ Đức Bà ngay đó luôn. Làm liền, làm lẹ. chịu à. Ừ, đó. Dạ rồi.
ông Biden này lú lẫn rồi thì làm sao có quyết định gì được. Mọi thứ bây giờ đều do Obama và Hillary chỉ thị, thì ai cũng biết ngay từ đầu là Obama đứng sau hết mà. Dạ rồi, quân sự của Hoa Kỳ tổng lực thì thế giới này không có nước nào chịu nổi, chỉ có những kẻ gì kết chính trị mới làm nên xung đột là sao? Không hiểu. Kết chính trị là cái gì? Dạ rồi. Tổng Trump sẽ ra luật không còn du lịch qua Mỹ sinh con để lấy quốc tịch Mỹ được nữa, ủng hộ Tổng Trump. Tổng Trump không có nói vậy, ông chỉ nói là sẽ tìm cách để chấm dứt cái birthright citizenship thôi. Mà cái đó chấm dứt bằng cái gì thì chưa biết. Ai dịch dịch tầm bậy tầm bạ. Dạ rồi. Tất cả như là cảm ơn thông tin của Michael. Dạ rồi. À, ông này mang nhiều dòng máu. Biết máu gì nữa vậy? Hả?